Rồi. Vâng, thưa các bạn, đây bà cụ sáng hôm nay đã bị canh giữ, bị an ninh dương đội canh giữ, 4, 5, 6 tên an ninh canh một bà cụ già 80 tuổi. Bây giờ cụ đã đến được trước Cổng Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để dự phiên tòa. Vâng. Khóa trái cửa, tôi đi từ 5 rưỡi, thì tôi ra đến cái chỗ trước cửa có cái miếu để tôi thắp hương. Thế mà đám thằng ô tô đứng nó đợi tôi ở đấy, nó đợi nó không cho tôi đi. Thì tôi chửi nó, tôi ném muối vào mặt, gạo vào mặt nó, tôi đốt hóa vàng ở trước cái cửa cái miếu. Xong rồi tôi phải luôn về làng đình, tôi đi ra đằng sau chùa. Tôi đi qua một cánh đồng, tôi phải chống gậy, tôi đi qua mấy cái mương. Tôi ra đến tận ngoài phố chó, tận ngoài cầu tó, tôi mới lên xe buýt 77, tôi ra Hà Đông. Để tôi đi xe 02, tôi ra tới đây. Tôi bảo tôi sống ba chế độ, mày là miệng quan tôn trẻ. Ngày xưa các cụ, nhà tao nói là miệng quan tôn trẻ, tao không biết. Chứ bây giờ tao thấy là chủ tịch, bây giờ là miệng quan tôn trẻ mà bọn chó chúng mày ăn cướp. Tao sống ba chế độ, mày không nói không, mày bảo tao là ngày xưa cũng sống với địa chủ như thế nào. Tôi có chồng, tôi bảo mà bố mày không biết thì mày không biết địa chủ là ai, mẹ mày nói cho. Mẹ mày đi ở với địa chủ đấy, mẹ mày cấy ruộng của địa chủ đấy. Như địa chủ ngày xưa người ta mua bán thuận hòa, thuận mua vừa bán, nhưng người ta không ăn cướp của tụi chó chúng mày. Nhưng bây giờ chúng ta không bán, chúng mày đè đầu bóp cổ để mày cướp ruộng của dân của chúng tao. Bởi vì năm 45 thì đã bị gia đình người ta chết đói 6 người rồi. Năm nay một tấc đất tao không bán, dù tao có chết tao cũng không bán. Do đó bảo là chết đến nơi, bảo nay tao chết, nay tao sống mai tao chết, tao cũng cứ đi đúng thế thôi. Tôi có kiến là lúc tôi phải đi ra cánh đồng, tôi cố tôi đi bằng đường để cho ra đến cửa tòa để xem là xét xử, còn xét xử công khai thì không công khai cái gì. Làm cũng xét công khai mà để không cho dân người ta ra này, người ta xử xét. Ngày xưa ông bố chồng tôi cũng bị ở Hà Nội đây này, còn được cả nhà bảo. Vâng, hình như là có một xe, cái xe buýt này đến để tiếp tục bắt những người đến để tham dự phiên tòa. Có bà cụ 80 tuổi, vâng, tôi đang cụ đang chia sẻ cái buổi sáng quá. Hôm nay cụ đến sáng không làm sao mà đi được. Tôi cố tôi, bởi vì tôi coi theo là con gái của tôi. Vâng. Tôi ước lắm. Vâng. Có một chiếc xe buýt đã đến sát cái chỗ bà con, và con phải di tản ra một chỗ khác để đảm bảo an toàn. Để chờ đợi cái kết quả buổi công thẩm ngày hôm nay. Vâng, mỗi khi mà chúng tôi có một cái sự truyền thông đi lên là bị an ninh mật vụ và bên cảnh sát là bám sát rất là giáp. Và bà con đã phải chạy đi khá là xa rồi. Đảng ăn cướp đất của dân, xong thì là cho dân vào cái chỗ tù đầy. Đảng vẫn đi. Xử một người công dân bị oan, người dân bị oan, người đã bảo vệ quyền lợi cho bà con để giữ mảnh đất của ông bà tổ tiên để lại. Và hôm nay chỉ xử một người phụ nữ thôi, và một bà già 80 tuổi đã bị canh giữ, khoảng 8 tên an ninh canh giữ. Và bây giờ bà đã ra khỏi đến được phiên tòa là cũng vẫn chưa thoát được ạ. Chúng nó đang bám sát rất là chặt chẽ. Đằng phía xa kia cái xe buýt kia rất nhiều công an an ninh mật vụ ở trên xe buýt đã trực sẵn trên đó rồi. Khi chúng tôi đến gần vừa rồi là bà con đã phải di tản rất là xa rồi. Vâng, đang giải tán đám đông. Công khai này nút
phiên tòa án gì mà lại người ta đi dựng phiên tòa mà lại đi xe lên để bốc hết nhân dân lên đến tòa án gì kiểu này. Đây là tòa án. Chưa thấy một cái chế độ nào, chưa thấy một cái luật pháp nơi nào, ở một đất nước nào mà nó lại hèn hạ đến mức độ như thế này. Tôi sợ người dân đến để xem một cái xử một cái phiên tòa. Chúng tôi chỉ đứng ở phiên tòa để theo dõi thôi, nghe thông tin thôi, nghe thông tin từ bên trong thôi. Chúng tôi chỉ đứng đây chờ đợi những cái thông tin từ bên trong thôi, mà chúng cũng không cho đứng ở bên cạnh, đứng trước cổng phiên tòa nữa. Hình như là phiên tòa sắp xong rồi, chúng đứng ở bên cổng rất là đông. Tôi sẽ cố gắng tiếp cận gần hơn một chút nữa. Thôi, bếp to đang bảo mấy mẹ bên mới. Rất khó khăn thôi các bạn. Trực tiếp nè. Anh có phải là an ninh không đấy? Hả hả? Vâng, hình như là phiên tòa sắp xong rồi, sắp hết. Có một xe ô tô ra rồi. Nên chúng tôi sẽ tiếp cận đến xem có gặp được luật sư ra không. Không phải, cổng cửa tòa lại khép lại rồi. Vâng, kia cái xe buýt này đến... đứng trước cái chỗ vừa rồi bà con ngồi đó, và chúng đã đứng chắn ngay chỗ trước mặt bà con. Bà con phải chạy rồi. Vâng, tôi cố gắng được thông tin sớm được chỗ nào hay chỗ đó, chúng tôi sẽ cố gắng trực tiếp tại đây. Các bạn cũng không, xung quanh tôi là cũng không còn ai nữa đâu. Bên kia là lực lượng an ninh, cảnh sát đang chặn đường. Chặn hoàn toàn không được vào cái đường Hai Bà Trưng rồi. Không được vào qua cửa cổng viện, cổng tòa án nhân dân rồi. Đứng ngồi vào đây. Phía đám đông bên kia là tất cả đều là an ninh. Tất cả đều là an ninh. Đang đứng ở kia là một dàn an ninh mật phục. Và trên xe kia cũng chật, cũng khá là nhiều, khoảng 20 tên an ninh đang ngồi trên xe sẵn sàng. Chắc là chúng sẽ bất cứ lúc nào mà cần huy động là chúng sẽ xuống và bắt bà con, bắt nhân dân. Vâng, qua đây thì tôi mới thấy được là cái sự hèn hạ, cái luật pháp nó rất là thối nát, cái nền luật pháp nó vô pháp vô thiên. Một đất nước dựa sống ở với cái luật pháp này thì tôi nghĩ rằng là nhân dân còn khổ cực rất là nhiều, còn phải chịu khổ cực rất là nhiều. Chúng ta không đấu tranh, chúng ta không lên tiếng thì chúng ta mãi mãi là bị xiềng xích bởi cái luật pháp làm công cụ để chèn ép người dân như thế này. Vâng, đứng ở lúc
đứng ở đây lúc này thì tôi nghĩ rằng cái cảm giác một cái sự mà nó khá là căng thẳng, nó khá là nóng bởi vì cái lực lượng an ninh dày đặc, không có một người dân nào được đến đây nữa. Vâng đúng, không thể tin nổi. Tôi trực tiếp tôi đứng đây và tôi không thể tin nổi. Không thể tin nổi rằng một cái nền luật pháp, một cái nền tư pháp của đất nước Việt Nam và cái lực lượng an ninh cảnh sát bảo vệ cho đảng, bảo vệ cho một chế độ của họ. Người dân hoàn toàn không có một tí quyền lợi của một cái sự tự do nào ở đây cả. Hôm nay phiên tòa này là lực lượng an ninh chắc là phải huy động đến khoảng 1.000 an ninh chứ không phải là vài trăm nữa. Số lượng nhìn thấy mặt đã khoảng vài trăm rồi, còn những cái chỗ xung quanh khu vực này thì chắc là giải ra cũng phải tiến hàng ngàn. Vâng ạ, các tuyến phố xung quanh đây đều có hàng ngàn an ninh để bảo vệ cho một cái phiên tòa của một người phụ nữ. Các cô đứng đằng sau giúp cháu nhé. Các cô đứng đằng sau nếu mà có thì hô cháu một câu thì cháu giữ. Cố gắng đang tiếp cận cái thông tin từ phiên tòa ra. Chắc là chưa xong đâu. Bây giờ này chắc là chưa thể xong được. Dừng xong rồi rẽ ô tô đi một mé. Dừng xong rồi. Dừng rồi. Hà Nội hôm nay thì khá là lạnh nhưng mà tôi thì đổ mồ hôi rồi. Nhưng mà tôi bị đổ mồ hôi rồi. Vâng, có hai thằng đứng sau. Nó vòng ra lên đây nó cũng nhiều rồi. Vâng, các bạn qua đây các bạn có thể thấy. Vâng, dù là các bạn dư luận viên, dù là các bạn có theo dõi ở cái sự kiện như ngày hôm nay, các bạn có thể lên tiếng để xem là bảo vệ cho cái chế độ của các bạn xem nào. Có cái gì để còn lại để bảo vệ, các bạn bảo vệ không ạ? Đây, xung quanh thôi, một cái khung cảnh, một cái phiên tòa xử chị Cấn Thị Thêu ngày hôm nay. Từ sáng sớm, từ 5 giờ sáng qua cái live stream của hai em Phương và em Tư, là một cụ già 80 tuổi. Và tất cả những người anh em bạn bè trên đây đã bị chặn từ hôm qua và đến sáng hôm nay các bạn cũng không thể ra khỏi nhà được. Để làm gì ạ? Còn những người mà ủng hộ chúng tôi, những người lên tiếng, những người ủng hộ để bảo vệ cái quyền lợi của chúng ta. Chúng ta lên tiếng đi ạ. Họ sợ sự thật thì chúng ta không được theo họ. Vâng, tôi nghĩ là chúng ta không có sợ lên tiếng vì sự thật. Chúng ta lên tiếng cho sự thật thì chúng ta không có lý do gì để sợ. Một vài người, một vài trăm người có thể là bị đàn áp, chứ mà hàng ngàn người thì không bao giờ đàn áp được ạ. Và tôi không sợ.
Tôi lên tiếng và tôi không sợ. Ok, cảm ơn em, Nhật. Vâng, từ phía bên kia, từ góc phố bên kia rất xa bên kia là an ninh đã chặn đầu đường bên kia. Hoàn toàn không có một cái xe phương tiện nào để đi lại trong cái khu vực đường Trần Hưng Đạo của cục tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nữa. Dàn tôi sẽ quay dàn cảnh sát, từ cảnh sát giao thông, cảnh sát bên an ninh, cả quân phục lẫn thường phục, tôi sẽ quay hết một dàn đây luôn trên xe. Không được quay đâu ạ, tôi phải đứng ngoài khu vực, tôi đứng từ xa và bà con thì để đảm bảo an toàn cho bà con thì bà con đã lùi ra xa, rất là xa rồi, chỉ còn một vài người trong này thôi. Yeah, hi. Họ nghĩ là họ sẽ dẹp, chúng tôi sẽ chạy ra xa nhưng mà tôi cố gắng nán lại đây. Chắc là chưa có lệnh bắt, chưa có lệnh để bắt giữ người cho nên là họ cứ còn để cho tôi làm việc đây một chút nữa. Nên xung quanh tôi còn một số bà con đã đến gần đây rồi. Một số bà con. Nào, hi. một em gái rất là xinh đẹp, rất là dũng cảm từ Sài Gòn. Đây là Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, thuộc nó là địa chỉ 43 Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, phường Trần Hưng Đạo. Một không khí rất là căng thẳng, một không khí vô cùng căng thẳng. Gương mặt ai cũng bên phía an ninh thì họ không có một cái hầu như không thể hiện một cái cảm, một cái sự vô hồn trên khuôn mặt họ. Họ lạnh lùng như những cái con robot. Xử vụ chị Cấn Thị Thêu, hôm nay là phiên tòa phúc thẩm của chị Cấn Thị Thêu, chúng xử chị vì chị đứng ra bảo vệ quyền lợi cho những người nông dân để giữ đất nông nghiệp, giữ một số những cái một cái nghĩa trang ở Dương Nội, nghĩa trang của ông bà tổ tiên để lại. Vâng, chị là người bảo vệ quyền lợi cho người dân, chị là người dám đấu tranh, dám nói lên sự thật. Đây là lần thứ hai chị đi tù. Cách đây 2 năm chị cũng đã bị xử và tiếp tục chúng sẽ ngày hôm nay là chúng sẽ kết án chị một lần nữa, nhưng tôi nghĩ là chị sẽ không bao giờ lùi bước và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để đấu tranh. Tôi dám khẳng định rằng là tôi sẽ tiếp tục đấu tranh. Yeah, chúng nó đến rất là đông rồi, chắc phải lùi lại chút xíu. Ok. Yeah. Vâng. Chắc là tôi phải chạy né đi một chút nha.